tôi chỉ có túp lều tranh, nghèo nhất nước Việt Nam, những người ước mong được vào chùa thầy tôi không có hoa đèn nhang, đơn giản chỉ là nơi tu tập yên tĩnh thôi. Nơi đây không có tượng Phật, không có cung dường, không cần ai theo, cũng không thùng công đức, chẳng có danh lợi nên lòng nhẹ tay. Thầy tựa biển hồ làm thức tính chung sành đang u mê. Ngôi chùa tuy bé nhỏ mà nhiều Phật tử sang thăm, bên trong chỉ có một vài tấm ván nhỏ, có một ông Phật ngồi một mình, chẳng siêu tốc tịnh to cỡ đi theo con đường tu khổ hạnh của thầy, bỗng thấy thanh tịnh. Chùa thầy tôi không có sân và si, không tính toán thi phi, không tiền cũng không cung dường, còn chùa ngoài kia tất cả là từ tài khoản nằm ở trên bao bì nhé các con. Đôi khi nghĩ thấy thương thầy, thân thế hao gầy nhưng đầy sức sống, thầy luôn là như thế, vẫn nở nụ cười dấu người hận. Hạnh của thầy tựa biển hồ làm thức tính chung sành đang u mê. Ngôi chùa tuy bé nhỏ mà nhiều Phật tử sang thăm, bên trong chỉ có một vài tấm ván nhỏ, có một ông Phật ngồi một mình, chẳng siêu tốc tịnh to cờ đi theo con đường tu khổ hạnh của thầy, bỗng thấy thanh tịnh. Chùa thầy tôi không có sân và si, không tính toán thị phi, không tiền cũng không cung dường, còn chùa ngoại kia tất cả là tư tâm, tài khoản nằm ở trên bao bì nhé các con. Đôi khi nghĩ tới thương thầy, thân thế hao gầy nhưng đầy sức sống, thầy luôn là như thầy luôn là những